Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bết-sai-đa. Người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng. Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: Người có thấy gì không? Anh nhìn lên và trả lời: Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi. Chúa lại đặt tay trên mắt người mù. Anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai. Suy niệm: Anh mù ở Bết-sai-đa hẳn là rất mong muốn được sáng mắt, nhưng ước mong đó có lẽ đã không thành hiện thực nếu anh không được những người bạn dẫn tới gặp Đức Giê-xu. Tiến trình được chữa lành của anh cũng trải qua nhiều giai đoạn. Thoạt tiên, khi anh được Chúa dắt ra khỏi làng, nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh, lúc ấy chỉ thấy lờ mờ. Rồi Chúa lại đặt tay trên anh một lần nữa, và anh thấy tỏ tường mọi sự. Mời bạn: Tiến trình sáng mắt của anh mù Bết-sai-đa cũng là tiến trình đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta được dẫn đến gặp gỡ Ngài qua những trung gian, được cha mẹ bồng ẩm đến lãnh nhận bí tích rửa tội khi còn sơ sinh, hay qua lời giới thiệu của bạn bè, của người yêu, hoặc cũng có thể sau một biến cố trong cuộc đời. Bước khởi đầu đó khai mở cho chúng ta con mắt đức tin, nhưng lúc đó mới chỉ thấy mờ mờ. Mỗi người cần được Đức Kitô đặt tay lần nữa để trưởng thành trong đức tin với lời tuyên xưng của chính bản thân mình. Tiến trình này chỉ hoàn tất khi chúng ta hưởng kiến Chúa ở đời sau, lúc chúng ta nhìn thấy tỏ tường mọi sự. Người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Mời bạn tự vấn: Tôi có được đức tin cá vị của riêng mình chưa? Hay vẫn còn là một đức tin thời thơ ấu, đức tin dựa vào người khác, vào đám đông? Sống lời Chúa. Mỗi ngày, hãy tìm gặp Đức Giê-xu bằng việc suy niệm lời Chúa, để lời Chúa hướng dẫn đời mình. Cầu nguyện. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con hồng ân đức tin. Xin cho chúng con biết bồi đắp đức tin ấy, để mỗi ngày chúng con càng kết hiệp thân tình với Chúa hơn. Amen.